Hello mọi người, mình đang trên đường đi mua Bphone A60, cái điện thoại mới nhất của BKV. Mình đang rất là hào hứng tại vì giá nó chỉ có 6 triệu rưỡi thôi, mà nghe nó chụp hình rất là đẹp, rồi chơi game, rồi các thứ màn hình nụt nà, không bị vướng tai thỏ. Ok, thì mình đang trên đường đi qua BKV ở Gò Vấp để mà mua cái A60. Mình khá là phấn khích, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đó, đây cái iPhone nó gọi dấp rất là đẹp, đẹp kinh luôn. À, trải nghiệm iPhone quá đã. Văn phòng của BKV rất là đẹp. Nhỏ xinh xinh, có dòng chữ design by BKV made in Việt Nam, cưng ơi là cưng. À, đây là A60 với A50 với A40 thì nó cũng xem nhau, khác RAM với lại bộ nhớ trong đây. Đó thì ha, mình quyết định xuống tiền cho con A60. Anh chuyển khoản anh ghi nội dung của em. À, chỗ nội dung thì anh ghi rõ là tên, số hoặc mua A60. Trước khi chuyển cho em kiểm tra lần nữa rồi phải chuyển nha. Anh cứ chuyển trước đi, anh kết thúc cái thanh toán. Ok. Đây là A60. Rồi bảo anh bao lâu làm cho bảo anh không 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 không. Ok, về Việt Nam. Xin chào mọi người, mình mới vừa tậu cái điện thoại BKV A60. Đó, mọi người có thể thấy nha. Đây, mọi người có thể thấy cái vỏ nhìn rất là xịn sò với chữ BKV ha. Và bên trong là cái 60 cấu sèn nguyên siêu ha. Nguyên siêu ha. Cái Bphone A60 màu xanh, chỉ có một màu thôi. Và bên trong đó là hóa đơn mua hàng ha. Ok, that's it. Bỏ cái này xuống. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nguyên siêu. Cái siêu của Bphone thì tương tự như iPhone những năm trước, đó là xài một cái lớp ni lông ráp lại ha. Cái hộp cầm cũng giống như iPhone hồi trước vậy, lúc mà iPhone nó còn tặng cái cục sạc ha, cũng dày dày. Rồi mở lên, đây còn một cái siêu dưới nữa. Đây, kỹ quá. Chống dựng. Cái hộp chống dựng. Siêu ở ngoài rồi còn cái tem siêu ở trong nữa. Đây. Rất là xịn sò. Oh yeah. Đây là nhân chính của chúng ta ha. Để mình xem ngoài điện thoại ra thì nó có những cái gì. Gồm có dây tai xi, một cục sạc có chữ B. Đó, BKV cho cục sạc nha, không có bằng như Apple. Đây là sạc nhanh được 18W. Wow, quá dữ. Mình cuốn cái này xong, còn cái gì nữa đây? Hình như hết rồi. Có 4 ngăn nhưng mà chỉ có sạc với lại dây cáp thôi. Cái khúc này là trống lỏng. Mình nghĩ chắc là cũng trống lỏng luôn. Mình nghĩ chắc là BKV làm cái hộp này cho nhiều thị trường, cho nên họ làm cái hộp full như thế này. Nó nằm như vậy nhưng mà chỉ có dây cáp với lại cái khúc sạc ở đây thôi.
còn hai cái phần này không có gì để chọn hết. Đúng rồi, hộp hay là cái hộp nhỏ hơn. Này lên đây. Trong cái hộp nhỏ này là một cái case. Đây là cái bảo vệ máy. Ở bên máy một cái cây chọc sim. Wow, cây chọc sim nhìn rất là tinh tế, đẹp. Cây chọc sim đẹp. Không biết là VKV có bán riêng cái này không, thì mình sẽ mua sơ cua vài cái. Đây có một miếng dán màn hình ha. Trong hộp có một miếng dán màn hình. Cái gì nữa đây? Và cái sách hướng dẫn. Đây là cái tờ hướng dẫn nhanh. Cái này mình sẽ đọc sau. Okay, nhét vô. Với cái giá 6,5 triệu hàng Việt Nam thì mình thấy ok đó. Đây tất cả những cái gì theo máy. Mình bỏ cái này lại vô cái vỏ này đi, thì mình cũng không cần xài cái miếng dán mình liền đâu. Chưa dán liền đâu. Đó, everything is here. Đây. Ok, bỏ cái này qua đây luôn. Rồi mình sẽ mở cái điện thoại ra. Nhìn rất là bóng bẩy ha. Có một cái lớp siêu bên ngoài. Xong rồi mặt sau có một cái lớp bảo vệ nữa. Một cái lớp bảo vệ nữa. Cũng khá là kỹ lưỡng. Mặt sau của điện thoại thì có mấy camera ha. Có 4 camera. Có 3 camera xếp hàng dọc và một cái camera kế bên một xíu. Em cứ vô bình thường. Cái A60 này sử dụng cổng Type C. Cảm giác đầu tiên khi mà cầm cái điện thoại này nó khá là nhẹ. Khá là nhẹ so với lại cái iPhone 12 của mình. Để mình tháo cái ốp iPhone 12 ra, mình cầm thử xem nó có chênh lệch nhiều không. Đây là cái iPhone 12 với lại cái A60. Mọi người có thể thấy cái A60 nó cao hơn một chút xíu nữa. Thấy chưa? Đó, iPhone 12 Pro Max. Không phải là Pro Max. Nhưng mà cái iPhone của mình nó có vẻ bề ngang nó hơi mập hơn một chút. Đúng, bề ngang của iPhone nó hơi mập hơn một chút xíu. Nhưng mà cái mà mình thích ở cái A60 này là cái màn hình của A60 nó không có cái tay thỏ như là iPhone. iPhone nó có cái tay thỏ nè, mọi người thấy không? Còn cái A60 nó không có tay thỏ, nó chỉ có cái camera nhỏ xíu ở đây thôi ha. Camera nhỏ xíu ở đây thôi. Nhìn cũng ra gì phết đấy. Ok. Với cái giá 6,5 triệu thì đây là một con điện thoại khá là ok. Nhưng mà mình thấy cái finish không được đẹp lắm nè. Ở đây nó có những cái vết trầy dăm dăm nho nhỏ. Cái lớp sơn nó nhìn nó không được được tinh tế lắm, tại vì nó có những cái vết trầy xíu nho nhỏ. Ok. Bên trái là chỗ chọc sim nè, chỗ chọc sim. Và cái phím cũng khá nhiều phím bấm đó. Bên trái có một cái phím bấm ở đây. Bên phải là phím nguồn rồi âm lượng. Ở dưới là có một cái cổng 3.5. Cổng 3.5, 3.5 ly. Đấy mọi người thấy không? Thật ra thời buổi này mà xài cái cổng 3.5 ly thì nó hơi kỳ kỳ đúng không? Tại vì nó sẽ không tốt cho cái việc chống nước cho điện thoại. Ok. Cái Type C. Alright, đó là chân tay nhanh. Thì đánh giá nhanh là cái phone này cầm cũng được, cầm cũng chắc tay đó, nhưng mà nó hơi nhẹ tí xíu thôi. Những bạn nào mà cầm quen iPhone 12, 13 Pro Max á, thì cầm con này sẽ cảm giác nhẹ. Nhưng mà được một cái là nó cũng khá là thon, cho anh đưa lên đưa xuống thì dễ hơn. Nhưng mà mình khởi động có chữ B nè. Giờ ngầu chưa? Chào bạn.
Tiếng Việt bắt đầu. Yes. Mình cần phải bỏ một cái sim vào để kết nối. Ok, mình bỏ qua cái giai đoạn này đi. Phía trên màn hình nó có cái lớp nhựa nhám, và cái màn hình cảm ứng thì mình thấy nó dễ bám dấu vân tay lắm, thì còn không sao thì nó bình thường kính mà. Nhưng mà phía trên cái phần màu xanh xanh á, mọi người có thể thấy nó có cái lớp nhựa đen, nhìn nó hơi kỳ kỳ. Thật ra so với iPhone dòng cao á thì hơi bất công, tại vì đây là một điện thoại rẻ tiền đúng không, có 6,5 triệu thôi hãng mới đó, trong khi iPhone thì cái phía trên mới bỏ thì nó luộc hơn. Cái phần gồ của cái lớp xanh xong đưa lên nó có cái nhựa đen, nhựa nhám, nhìn nó hơi hơi bèo bèo tí, không sao chép rồi. Ok, rồi đó là trên tay What's in the box ha. Tập hợp cái Bphone A60. That's it. Cảm giác cầm ok, khá nhẹ, camera này nọ thấy cũng nhìn chuyên nghiệp phết, ra gì phết á. Nhưng mà cái lớp sơn này nó có hơi một vài vết trầy trầy, vừa đập hộp là nó có những vết trầy xăm nhỏ. Khá mình khá khó chịu với cái này. Một cái mình không thích nữa là không có nhiều lựa chọn về màu, hiện giờ nó chỉ có mỗi cái màu xanh này thôi. Màu xanh này nhìn sơ thì cũng được nhưng mà nó hơi không được sang lắm. Không được sang lắm thì thôi không sao, bỏ qua. Mình sẽ bỏ qua hết mấy cái thiết lập ban đầu. Cái nó pin con này cũng trâu lắm ấy, pin con này cũng trâu phết. Đó là nhà sản xuất nói, mình tối nay mình sẽ thử. Và nghe nói về vụ chụp hình, chụp thiết này nọ cũng ngầu lắm, có macro, có bushu hết. Ok, mình sẽ thử hết tất cả những cái đó và đăng ở một cái clip sau ha. Đây là clip trên tay thuần túy. Rồi, ok.